nhìn thấy tổ ong như vậy chưa? Tổ ong này rất là nguy hiểm nha mọi người. Con này rất là đông. Và ong này khi nó tấn công người mình, nó đốt vô là có thể mình phải đi cấp cứu đó mọi người. Mọi người gặp nó phải cẩn thận nha.